Thường là mình mua 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 ký hay mình sao nè chị? Ký nhiêu chứ? 93.000. Mình xay rồi mình bán cho người ta. Bán cho nhà vuông. Bán cho nhà vuông. Thường nhà vuông họ mua là nhiêu ký anh? Tùy theo bự nhỏ, 20 chục, 30 chục, 50 chục vậy đó. Dạ. À tức là mình bán này cho nhà vuông rồi nhà mình lại mua cá của nhà vuông lại. Coi như là khu này chỉ có anh chị thôi là bao rồi. Tìm nhà anh gì? Anh Lùng. Anh Lùng hả? Ủa sao lại là Lùng? Ấy cũng cao lắm mà. Có vẻ nặng ha. Cái này là khoảng bao nhiêu ký anh? 120 ký. 120 ký thì mình xay ra được bao nhiêu ký? À cũng 120, không hao hụt hả? Dạ. 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 Tháng này thì chợ chưa có đông. Lai ra nha. Tháng này là tập trung làm vuông nhiều phải không chị? Ta làm mới đất rồi đúng không? Cái này là nó có công dụng là làm sạch vuông hả chứ? Hút cho cá đó chứ. Hút cho cá đó chết rồi sao tao không bắt cá mà tôi hút cá? Tại vì nó tôm, mình đã cá, nó ăn tôm. Dạ. Dạ. Tức là người ta bắt vuông, bắt cá vuông xong rồi người ta phải xài cái này để người ta diệt mấy con cá nhỏ. Bự nhỏ diệt hết. Rồi sau đó người ta mới thả tôm. Tôm không dạ. Dạ. Ấp Phong Lưu, xã Vân Khánh, gặp anh Trần Lùng. Đến đây làm gì? Đến đây để mua dây này là dây dây thuốc cá. Chỉ nhớ của em bây giờ nó có giới hạn rồi. Em hỏi nãy giờ hoài luôn. À có cái bạn đúng không? Rồi để lát em quay cái bạn nó mới được. Nên là mình rửa anh. Tưới nước mà xay cho nó đựng dính gói. À chứ không cần rửa đúng không? Tưới nước để cho nó không có dính cái cối của mình. À, đúng rồi. Xay nó nhẹ không phải dính cối. Nó có màu gì không vậy mà chị phải đeo bao tay vậy nó? À. À tức là có mũ. Mình cân, tức là mình phải cân trước khi mình xay. À tức là 20 ký, mày cân 20 ký cho người ta. À tức là người ta dặn bao nhiêu ký thì bắt đầu mình bán bao nhiêu và mình cứ cân đúng như vậy là mình xay ra bao nhiêu là mình giao bấy nhiêu, không có cân lại. Dạ. Tức là bao nhiêu kg dây thì sẽ là tương đương là bao nhiêu, mình sẽ quy đổi bao nhiêu kg bột luôn. Chứ mình không có bán bột ha, bán dây. Dây xay bánh gà.
bán dây rồi tính thêm tiền công xay bột. 13.000 ký anh. 13.000. Một ngày anh chị làm được bao nhiêu ký? Tùy theo người ta đặt, cũng 100-200 ký, làm mấy chục. 100-200 ký là được nhiêu tiền ta? Thu nhập được bao nhiêu? Vô vụ là được bao nhiêu? Để em tính được khi nào xay 2 tấm, 3 tấm coi. Xay bình quân ký là 4.000. Bình quân ký là 4.000. 200 ký là 400.000. Dạ. À, cái dây này là thường ở huyện mình là nó trồng ở đâu anh? Các tỉnh khác, cái chuyện gì đâu. À, các tỉnh khác. Bình Dương là đa số, còn ở huyện mình là không có cái dây này. À, vậy là mua cái dây này là từ ông Xuân Minh. Dạ. Dạ. Tức là dây này là ở Bạc Liêu, Sóc Trăng là cũng có luôn. Là mình liên lạc với người ta trực tiếp luôn hả chị? Rồi xong người ta ship về, người ta chuyển về cho mình hả? Xe tải thì vậy là chuyển. À, chứ không phải là mình gọi lên mình lấy bao nhiêu kg là họ đưa xe tải về cho mình. Qua nhà trung gian. Qua nhà trung gian nữa. Ôi. Nhưng mà giờ nhiều hộ làm mà tập hợp lại với nhau thì mua số lượng lớn thì cũng được chứ. Như vậy thì mình sẽ chi phí mình sẽ bớt hao hơn. Nếu mà xe tải nó xuống đây rồi nó kêu mình lấy trực tiếp luôn, nhưng mà nó bất tiện là lúc mình cần thì không có nó. Nhưng mà cái này thì mình có dự trữ khô được không? À, nó bị mất kg. Người ta ngâm đó. Dạ. Nhưng mà mình muốn để khô cho chất lượng cho bà con thôi. Dạ.